Xin chào toàn thể quý khách hàng ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em đang có mặt ở trên Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà ông là một tấm tranh đồng quê với tổng kích thước phủ bì là 2m37, cao 1m07, được làm từ chất liệu gỗ hương đá và đang được trưng bày trong cái không gian phòng khách rất là đẹp của gia đình. Đây là sản phẩm của cơ sở bên em mà sau khi mà đã treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì trước khi đi vào chi tiết sản phẩm thì em cũng muốn là xin ông là cho cháu xin một cái ý kiến cũng như là nhận xét về cái sản phẩm mà hôm nay được treo lắp trên không gian phòng khách của nhà mình nhé. Rất tuyệt vời. Vâng, ông cho con xin một cái nhận xét nhé. Hôm nay gia đình làm bức tranh, khách hàng có mang đến tôi thấy cảm thấy mấy anh em bức tranh này là đẹp. Gia đình rất quý bức tranh này. Ai có nhu cầu thì cứ đến cái cơ sở này làm bức tranh này rất đẹp. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Dạ. Sản phẩm thì được gia đình nhà bác là đặt của cơ sở bên em và anh cũng theo dõi và đặt qua mạng thôi ạ. Vâng, hình như là con của bác đặt. Sản phẩm thì đang có tổng kích thước phủ bì là 2m37, cao 1m07 và được làm từ chất liệu gỗ hương đá. Ván tranh sẽ dày 7,5 phân và vừa được hoàn thiện ở sơn trần PU và treo lắp trên cái không gian phòng khách của gia đình. Thì đây là mẫu đồng quê, được đặt tên là mẫu đồng quê 3 cây đa, hàng đục tay canh bong. Thì sau đây hãy cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh cũng như là gần hơn những cái chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay nhé. Xin chào tí nhé. Dạ vâng, đây khi mà em tiến lại gần ý, thì mọi người có thể là nhìn rõ hơn. Thứ nhất là những cái đường nét cận cảnh của sản phẩm này. Đây, hoàn thiện PU trần, lộ nguyên vân, hoàn thiện rất là nhẵn nhụi, móc kênh bong hết. Đối với những sản phẩm hoàn thiện như này thì thực sự thì mọi người nhìn thực tế bên ngoài nó sẽ đẹp hơn video rất là nhiều nhá. Nhìn qua video nó hơi bị kiểu bóng mà nhìn nó sẽ không đẹp bằng bên ngoài các bác ạ. Đây, rất là đẹp, nhìn thực tế bên ngoài nó sẽ đẹp hơn nhiều ạ. Đây là cây đa trung tâm này. Tiếp theo bên này thì mọi người sẽ thấy là đối với cảnh đồng quê thì cái nội dung của tranh thì sẽ là hình ảnh của cây đa giếng nước Sơn Đình. Cùng với đó sẽ là cảnh sinh hoạt cũng như là lao động của người dân. Ở bên này thì mọi người có thể thấy là hình ảnh của cái cổng làng này với cây nữa. Đó, bên này là hình ảnh sinh hoạt bên giếng làng. Mái đình thì rất là đẹp nữa. Rất là toàn bộ những cái hình ảnh hết sức là quen thuộc của làng quê Việt Nam xưa đúng không ạ? Đây là hình ảnh của bà con đi lao động này. Người mẹ thì gánh này. Bên này thì ông lão là đang ngồi gọi là hút điếu cày đúng không nhỉ? Bên trên thì sẽ là hình ảnh gọi là người nông dân là đang đi chăn trâu. Đó, tiếp tục bên này nhá. Bên này thì mọi người sẽ thấy là hình ảnh của những người nông dân là đang chở cái thành quả thu hoạch của mình về đây, rất là đẹp đúng không nhỉ? Toàn bộ các cái phần này sẽ đều được kênh bong moi móc hết nhá mọi người. Rất là đẹp. Mời cả nhà cùng cơ sở bên em mà ngắm lại một lần nữa sản phẩm ngày hôm nay nhé. Đây, đây là tác phẩm mà sau khi được treo cái phòng khách của gia đình. Thực sự là đây, mời cả nhà cùng ngắm nhá. Treo một cái không gian phòng khách rất là đẹp. Đây mọi người nhìn này. Một cái không gian phòng khách rất là rộng, rất là đẹp của nhà bác. Dạ vâng. Và mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3 con 9 3 con 7, hoặc có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nhật Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Đây, mời cả nhà cùng ngắm này. Một cái không gian phòng khách rất là đẹp. Vâng. Cảm ơn gia đình cũng như là cảm ơn gia đình đã ủng hộ cơ sở bên em cũng như là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em nhé. Xin cảm ơn ạ.